Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Ngày hôm nay mình nói về tìm hiệu lớn nhất của hai số có hai chữ số. Cái bước đầu tiên mình sẽ nói sơ qua về phép về hiệu, được chưa? Sau đó mình nói về số hai chữ số và mình tìm hiệu lớn nhất của hai số có hai chữ số. Thì mình lấy ví dụ như có 3 trừ đi 1 bằng mấy ạ? Khi lấy các bạn lấy ba que ra đây, 1 2 3, hiệu là gì? Hiệu là bớt đi, là lấy ra. Rồi các bạn đếm 1 2, vậy là 3 3 trừ 1 bằng 2, được chưa? Thì đây được gọi là phép trừ. Cái số đứng trước cái dấu này thì người ta gọi là số bị trừ. Cái số đứng sau cái dấu trừ người ta gọi là số trừ. Và kết quả của 3 trừ đi 1 là 2, người ta gọi là hiệu. Được chưa? Vậy các bạn phải tìm cái số này nè. Đó, tìm hiệu nè. Được chưa? Đó, tìm hiệu. Thì các bạn nhớ giúp mình, để hiệu lớn nhất thì cái số bị trừ này, phải là số lớn nhất. Và cái số trừ này phải là số bé nhất hoặc là nhỏ nhất, được chưa? Đó, muốn tìm hiệu lớn nhất thì số bị trừ phải là số lớn nhất và số trừ là số bé nhất, được chưa? Đó, đó là kiến thức. Rồi bây giờ tìm hiệu lớn nhất của hai chữ số, của hai số có hai chữ số, thì bước đầu tiên mình sẽ nói về số hai chữ số trước, được chưa? Ví dụ 21, đây được gọi là số có hai chữ số. Cách thứ nhất đó là các bạn đếm 1 2. Cách thứ hai, các bạn dựa vào số hàng từ tay phải của mình nè sang bên trái, thì cái số đầu tiên này người ta gọi là hàng đơn vị, tiếp theo đó là hàng chục, được chưa? Vậy số có hai chữ số phải đảm bảo gồm có hàng chục và hàng lớn đơn vị, ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ tìm số, mình biết rằng hiệu lớn nhất của hai số có hai chữ số thì cái số bị trừ phải là tìm số lớn nhất có hai chữ số, và cái số trừ chính là số bé nhất có hai chữ số. Bây giờ mình tìm các bạn, thì các bạn nhớ giúp mình mỗi con số đều tạo bởi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9, và cái dãy số này mình sắp xếp theo chiều tăng dần. Số 0 chính là số bé nhất, số 9 là số lớn nhất, được chưa? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi bây giờ mình sẽ tìm số lớn nhất có hai chữ số. Thì muốn tìm số lớn nhất, các bạn làm từ tay trái của mình sang bên phải. Vậy hàng chục trước, số lớn nhất là số mấy ạ? Số 9. Ok chưa? Đây là số lớn nhất có hai chữ số. Tiếp theo, số bé nhất có hai chữ số thì các bạn phải làm từ hàng chục. Số bé nhất chính là số 0. Và các bạn nhớ giúp mình, hàng chục không thể là số 0. Ví dụ 0, 1 thì nhìn vô là hai chữ số, nhưng trong toán học người ta viết gọn lại là 1, ok chưa? Vậy số 0, hàng chục không thể là số 0, nên số bé tiếp theo đó chính là số 1. Vậy hàng đơn vị có thể là số 0 rồi, vậy các bạn sẽ là 0. Vậy hiệu lớn nhất của hai số có hai chữ số là 99 trừ đi 10. 99 trừ đi 10. Ok chưa? Và các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp mình. Được chưa? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục, những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.